Xin chào các bạn, hôm nay mình làm mứt dừa với sữa tươi, mình xin chia sẻ với các bạn. Mình dùng 7 kg củi dừa, 3,5 kg đường cát trắng, 2 bịch sữa tươi không đường. Củi dừa mình rửa sạch, bào mỏng. Sau khi bào mỏng phần củi dừa, mình mang cái phần củi dừa này đi rửa sạch với nước lạnh, rửa nhiều lần, khi nào nước trong là được. Vớt củi dừa ra rổ để cho ráo nước. Ướp đường với dừa, trộn chung 7 kg dừa với 3,5 kg đường. Ướp khoảng 2 giờ đồng hồ. Sau khi ướp được 2 giờ đồng hồ, mình mang cái phần dừa này đi mình xào nha các bạn. Mình xào lửa lớn. Cạn nước thì mình đổ hết cái phần sữa tươi vào, mình đun tiếp nha các bạn. Khi cạn nước thì mình xào nhỏ lửa nha các bạn. Mình xào nhỏ lửa khoảng 10 phút là xong nha các bạn.
Món mứt dừa sữa tươi mình đã hoàn thành. Mứt này ăn rất là thơm, mùi sữa tươi và mềm nữa nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.